năm 68 là thành lập chùa đó. Dạ. Nhỏ xíu một chút ở chỗ đó à. Dạ. Đặt viên đá 2019. À đúng rồi, đặt viên đá 2019. Rồi cái cô ép cừ xong rồi cô hết kinh phí tới giờ. Dạ. Cái máy đây luôn bạn ha, cái máy tụng kinh đây nè. Hả? Các bạn nghe không? Để chỗ cái bầu hồ lô luôn. Nè, đây có cái trái nữa nè. Chào các bạn, vậy là mình đã đi đến được chùa Hòa Linh nha các bạn. Chùa Hòa Linh thì nằm bên một con kênh nè, đi qua một cây cầu. Thì mình đến chùa vào một buổi trưa, chùa đang đóng cửa. Chùa Hòa Linh thì nằm tại ấp Hòa Linh, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu nha các bạn. Chào các bạn, đây là phía khuôn viên của trong chùa Hòa Linh các bạn ha. Thì trong chùa Linh có một tượng Phật Thích Ca nè, tay cầm bông, và có năm vị sư đang quỳ gối trước Phật nha. Phật ngồi phía trước cây, theo mình đoán thì cây này là cây đa các bạn. Lá nó đậm, cái đuôi nó nhọn kìa, mình nghĩ là cây đa. Không biết cây đa hay là cây lâm dồ, mà theo một người em mình chia sẻ thì mình nghĩ là cây này cây đa. Đó. Rồi, phía bên đây thì có một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn ha. Đó. Còn đây thì chắc là cây dừa. Còn đây là phía bên khuôn viên của các sư nghỉ ngơi các bạn ha. Ở đây mình thấy có cái miễu hay gì nè. Đây, mình qua đây cho các bạn xem. Đây thờ năm bà các bạn nha. Mình nghĩ là năm bà dạng ban, dạng ban ngũ hành. Mình tiến vào để cho các bạn xem. Mình xin phép thắp nhang trước các bạn nha. Đó các bạn, giờ mình sẽ đi ra ngoài để chia sẻ tiếp. Trong khuôn viên của chùa thì mình thấy trồng khá nhiều bông. Đây, cho các bạn thấy. Đây là vườn bông. Thì hồi nãy theo sư cô chia sẻ thì lúc cô về đây thì có một cái ngôi chùa nhỏ bằng bê tông, nhưng mà nó đã kiểu như theo thời gian nó đã mục nát và đổ rồi. Nên cô xây Phật tử cúng dường, nên cô xây tạm một cái chánh điện bên đây. Trồng sống đời nè, rất nhiều cây sống đời rất là đẹp ở đây bạn. Ở đây đây thờ ai mình không biết nữa, chắc chút xíu mình sẽ hỏi. Đây các bạn, mình không biết là thờ này là thờ ai. Rồi, phía sau là khuôn viên của chùa các bạn. Mình thấy trồng như là trồng ăn quả các bạn, không biết khuôn viên của chùa hay là của người dân nữa. Đó, trồng rất là nhiều. Mình thấy có đu đủ kìa, ở sau hình như là trồng ớt. Đây có cây khế các bạn ha. À, thì chút xíu mình sẽ đi vào chánh điện để chia sẻ hình ảnh trong chánh điện cho các bạn xem. Thì bây giờ mình đi vào phía bên phía sau của khuôn viên của chùa. Đó, phía sau thì mình thấy trồng có hồ lô các bạn ha, bầu hồ lô. Lúc phía sau thì có ớt. Và đây trồng lan nè, rất nhiều hoa lan được trồng đây. Đó, lan nhiều lắm, hoa lan rất là nhiều, có mấy chậu có bông. Hồ lô có trái các bạn ha, giờ mình thấy cái trái có cột dây luôn.
nhìn đẹp lắm. Đó. Nè. Alo nè. Chơi lớn chơi nhỏ nè. À. Có để cái máy đây luôn bạn ha, cái máy tụng kinh đây nè. Đó, các bạn nghe không? Để chỗ cái bầu hồ lô luôn. Nè, đây có cái trái nữa nè. Cho quả bầu nghe kinh nha. Đây. Cái máy nghe tụng kinh đây nè. Nam Mô Di Đà đó. Đó. Khuôn viên phía sau. Đó thì trồng ớt. Đây có hệ thống tưới tự động các bạn ha. Coi mình sẽ tiến đi vào bên trong. Mình sẽ hỏi thêm thông tin về ngôi chùa này để có thể chia sẻ với các bạn. Thì đường đi vào chùa mình sẽ để phía cuối video nha. Thì các bạn nào muốn đến chùa thì có thể, nếu mà chưa biết đường đến chùa thì có thể xem cái hướng dẫn của mình. Mình sẽ để ở cuối video này. Đường đi vào cũng khá là khó khăn. Nên cho các bạn xem lại hình ảnh trong khuôn viên của chùa một lần nữa. Sau đó mình sẽ tiến vào đi vào chánh điện để chia sẻ cho các bạn. Mình đến chùa vào buổi trưa, đang đến cái thời cái giờ tụng kinh của chùa nên sư cô ở trong đang tụng kinh các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào bên chánh điện để quay chia sẻ cho các bạn xem. Mình sẽ đi hướng này đi. Phía bên đây thì mình thấy sư cô có trồng thêm bông lan nữa nè. Bông lan, bông hoa. Hoa này hoa gì ta? Cái gì Ý nè. Quên tên tiêu rồi. Đó. Thì đi vào chùa sẽ đi qua một cái cầu nè. Đó. Phía trước thì có những cái chậu hoa giấy. Cây đu đủ đó bạn, nó chết rồi nhưng mà vẫn còn 3 cái trái nè, 4 trái đang chín. Để chín cây xong rồi hái vô ăn luôn. Dạ. Tức là hồi xưa chùa mình là xây dựng bằng cây lá thôi phải không? Bằng bê tông. Bê tông dạ. Bê tông mà năm 68 mà. Dạ. Xây vào năm 68. Và lúc cô về thì cô về năm 2013.
Dạ. Nó mục hết trơn rồi. Rồi cái lúc đó con cũng không có tiền cắt chùa nó rồi với con giả ra rồi họ con cắt ở bên đây đỡ. Dạ. Nó là nó có cái lòn không mà làm sẵn. Dạ. Bây giờ đây cái đây đây là chánh điện cô làm đỡ. Dạ. Danh cô là Thích Nữ Diệu Hỷ. Diệu Hỷ à? Dạ. Cô cho hỏi là chùa mình được bao nhiêu năm rồi cô? Mô Phật bây giờ con năm 68 tới giờ con không biết nhiêu năm. Năm 68 là giờ là cái năm 68 giờ năm 70 đi. Dạ. Năm 70 nó năm 2000 là nó 30 năm bây giờ 23 nó là nó 55 năm rồi. 68. 53 năm. À, năm. 53 năm ha. Dạ. Là năm 68 là mình thành lập chùa là thôi cô. Hay là trước đó có rồi. Năm 68 là thành lập chùa đó. Dạ. Thì hồi đó mình chỉ là chùa nhỏ thôi ha. Chùa nhỏ à? Dạ. Nhỏ xíu một chút ở chỗ đó à. Dạ. Là năm 68 là cô về đây luôn hay là? Có, cô mới về năm 2013. Dạ. Là hồi trước là một chủ trì khác. Hồi đó sư ông ở đây nè, đất này của sư ông, cái nhà còn kế bên đó. Dạ. Rồi sư ông lập chùa, rồi sau sư ông mất, rồi có một sư cô về đây. Ừ. Rồi sư cô ở không biết mấy năm cô không hiểu, rồi cái sư cô đi rồi cô mới về. Dạ. Rồi mới tỉnh cô về đây, 2013 tới giờ. Dạ. Là nguyên cái công viên này là của chùa hết đấy con? Của chùa hết. Dạ. Nguyên cái này của chùa hết nhưng mà chưa có cái ao sen. Dạ. À, nãy chưa đi ra sao. Cô cắt chùa đây nè. Cô cắt chùa ở chỗ trước này, chỗ cô đang chặn ớt á. Dạ. Mà cô ép cừ rồi đó. Dạ. Cô ép cừ rồi mà hết kinh phí rồi, rồi cô ngưng. Dạ. Hiện tại thì chùa mình chỉ có cô với sư cô kia. À, có hai cô à. Dạ. Rồi lễ rồi cúng thì Phật tử ở gần đây tới tiếp hay cô? Tới tiếp. Lễ đầu thì lễ đông lắm. Dạ. Còn bình thường thì có hai chư cô. Dạ. Cô đặt viên đá 2019. À đúng rồi, đặt viên đá 2019. Rồi cái cô ép cừ xong rồi cô hết kinh phí tới giờ. Dạ. Trong một năm thì mình có bao nhiêu lễ ở chùa cô? Có hai, ở đây thì chùa cô nhỏ, cô làm có hai lễ, lễ Phật đản với lễ Vu Lan. Dạ. Với cái Tết nữa. Dạ. Giống như người dân ở đây, người ta thấy vừa con nghèo quá, cái người ta cũng không có tiền để ủng hộ, chắc người ta kêu chú vô đây quay quay đưa lên cho coi có mạnh thường quân nào ủng hộ chùa. Dạ, con cũng mong là sau khi có video này có nhiều Phật tử đến đây. Dạ, thì con cũng mong video này đưa lên này cũng có nhiều mạnh thường quân ủng hộ chùa đừng cho cô xây dựng cho mau rồi. Dạ. Cái chánh điện. Chứ không trong đây đã gì là hẻo lánh quá, chứ không từ ở ngoài chợ đi vô đây cũng hơi xa đó, rồi đường đi khó đi nó cũng ít có ai đi đó. Đây các bạn, đây là khu vực mà nghe sư cô chia sẻ với mình ha. Thì sau này thì sẽ xây dựng chùa chỗ này. Nhưng hiện tại thì kinh phí của chùa đang hết đó bạn, nên không có xây dựng được, chỉ mới có đặt đá thôi. Tức là kinh phí của chùa rất là hạn hẹp các bạn. Nên nếu mà Phật tử nào có lòng hảo tâm muốn cúng cho chùa để xây dựng lại chùa thì có thể đến cái địa chỉ là chùa Hòa Linh thuộc ấp Hòa Linh, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu nha các bạn. Ở phía sau mình thấy trồng mà trồng cà bi các bạn ơi, đây là cà bi nè. Đó. Cà bi rất nhiều luôn, có trái thì đã chín rồi kìa. Đây là khu vực mà sau này sẽ xây dựng và dời cái chánh điện xuống đây, xây dựng chùa xong mà sẽ dời chánh điện xuống đây các bạn. Hiện tại thì kinh phí của chùa không có, đã hết rồi, cạn kiệt nên sư cô không có thể xây dựng.
phía sau mình phát hiện thì có một cái giường nè, một cái ao sen rất là lớn, nên mình muốn xuống đây để chia sẻ các bạn. Thì khi đi cô sư cô có đưa mình cái chìa khóa nè, phải có chìa khóa mới đi vào được mà, phá cổng à, hai chìa ha, trên dưới. Ông khóa này nó cũng xét hết trơn này. Ôi giời, rồi mình sẽ đi vào đây để có thể quay cận cảnh cho các bạn xem. Sư cô chia sẻ thì bông thì cô đã hái để đi cúng dường hết rồi, chỉ còn những cái búp búp nhỏ nhỏ nè các bạn ha. Này mình thấy búp nhỏ đây nè, đó, bông màu vàng các bạn ha. Cái giường, cái ao sen này cũng khá là rộng. Ui da, phía sau là những cái ruộng lúa của người dân. Đây có những cái búp này nó chắc dài không bao lâu nữa sẽ nở ra luôn ha. Đây. Đó. Nhiều búp lắm nhưng mà bông thì sư cô đã hái đi hết rồi, hết đường đi rồi, hết đường đi. Mình có thể quay cho các bạn xem được như đây thôi. Ao sen cũng khá là rộng nha. Phía xa chùa thì những cái ruộng lúa bạc ngàn luôn. Lúa ở đây đã chỗ bông rồi nè. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn hình ảnh của chùa Hòa Linh, ấp Hòa Linh, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu nha các bạn. Đó, thì chùa cũng đang hạn hẹp kinh phí đó. Thì nếu mà các Phật tử nào có lòng hảo tâm thì có thể đến đây để thắp hương cũng như là cúng dường để chùa có thêm kinh phí để xây dựng lại chùa các bạn ha. Mình thấy chùa hiện tại thì chỉ có một ngôi chánh điện tạm thôi, và nói chung là cũng khá là thiếu thốn các bạn ha. Thì nếu mà Phật tử nào có lòng hảo tâm thì có thể đến đây để cúng dường. Thì con đường mà đi vào chùa thì mình sẽ chia sẻ ở cuối video nha. Thì các bạn nào quan tâm có thể xem để biết đường để đến chùa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Chào các bạn, để đi vào chùa Hòa Linh á, thì các bạn sẽ chạy từ thành phố Bạc Liêu đi xuống hướng đi về Cà Mau các bạn, thì tới cầu Cái Tràm nè. Phía trước cầu Cái Tràm sẽ có một cái chợ nhỏ phía bên tay phải nè, thì các bạn sẽ đi vào chợ nha. Thì khoảng cách từ đây đến chùa Hòa Linh khoảng hơn 3 cây số các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào để có thể chia sẻ hình ảnh con đường đi vào chùa Hòa Linh cho các bạn xem. Tới đây nha, các bạn về tay phải đi xuống chợ. Đó, để thẳng như thế này. Rồi tới chỗ này nè, chỗ cái cống nè. Các bạn mà chưa tới chạy qua cống nè, mà các bạn về tay phải. Rồi, tới đây có một cái miễu nhỏ nè, các bạn
chạy theo cái miễu này ha, đó chạy theo cái miễu, rồi ôm theo cái miễu như này luôn, đó tới đây thì các bạn quẹo tay trái, rồi bây giờ thì các bạn cứ việc chạy thẳng nha và xem video của mình để có thể đi tới chùa Hòa Linh.